Số 310, Kinh Đại Bộ Tích, quyển 95, Hán dịch Đời Đại Đường, Tăng Tạp Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí. Pháp hội 27, Bồ Tát Thiện Thuận. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ, cùng các đại chúng, 500 thanh văn, 10.000 Bồ Tát cung kính vây quanh. Bây giờ trong thành Xá Vệ có một Bồ Tát tên Thiện Thuận đã ở nơi vô lượng chư Phật quá khứ, gieo trồng các căn lành, kính thờ cúng dường được không thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, an trụ đại từ, lòng chẳng giận hờn, an trụ đại bi rộng cứu không mỏi, an trụ đại hỷ khéo an pháp giới, an trụ đại xả khổ vui bình đẳng, điều lượng ăn uống đúng giờ, muốn ít biết đủ, thường được chúng sinh mến nhìn, luôn đem năm giới và tám trai giới ở trong thành ấy thương xót giáo hóa, sau đó lại khuyến hóa mọi người thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, từ bi, hỷ, xả, phạm hạnh thanh tịnh. Bây giờ Bồ Tát Thiện Thuận về chúng, vì khiến chúng sinh thấy Phật nghe Pháp, nơi cùng đại chúng sau trước vây quanh, sắp đi đến chỗ Đức Phật. Thiên Đế Thích dùng thiên nhãn thấy Bồ Tát Thiện Thuận, thường tinh tấn, hành hành đầu đà, đầy đủ tịnh giới, tế độ vững chắc. Thiên Đế nghĩ rằng, nay Bồ Tát Thiện Thuận ấy ở nơi phạm hạnh chẳng hề biến trễ, phải chăng là vì cầu ngôi Đế Thích hay muốn làm vua và hưởng dục lạc? Nghĩ như vậy rồi, Thiên Đế hóa làm bốn người trai tráng đến trước Bồ Tát Thiện Thuận, nói lời xấu ác mắng nhiếc rồi lại dùng dao gậy chém đập và lấy ngói đá ném chọi vào Bồ Tát. Bồ Tát Thiện Thuận trụ sức từ, cho đến nỗi chịu đựng những sự gia hại ấy mà không hề giận hờn. Thiên Đế lại hóa làm bốn người trai tráng khác đến bảo Bồ Tát. Ôi, thưa Ngài Thiện Thuận, bọn người ác kia đánh mắng Ngài thậm tệ, nếu Ngài bảo chúng tôi báo thù cho Ngài, thì chúng tôi sẽ vì Ngài mà giết chết bọn ác ấy. Bồ Tát Thiện Thuận liền nói với bốn trai tráng ấy, này các thiện nam, các anh chớ nói như vậy, nếu giết hại thì thành ác nghiệp, dù cho có người đến chém nát thân thể tôi như lá táo, tôi hoàn toàn chẳng sinh lòng giận thù giết hại, vì sao? Thì kẻ giết hại bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, cho đến dù được thân người, họ cũng chẳng yêu thương cha mẹ đẻ của họ, thường bị mọi người ghét bỏ. Nay các thiện nam, tất cả pháp đều có hai loại thiện và bất thiện, do pháp bất thiện mà đọa ác đạo. Nếu y theo pháp thiện thì được phước lợi. Bồ Tát Thiện Thuận vì muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, thiện ác như giống trồng, thiện ác như giống trồng, đều theo nghiệp mà sinh, nào có hạt giống đắng mà sinh trái chín ngọt. Hiện đây pháp như vậy, người trí phải suy xét, khổ báo đền ác nghiệp, làm lành thường an vui. Bị từ chối bọn người này, liền bỏ đi, bây giờ Thiên Đế lại hóa ra khối vàng bạc cho báu, rồi sai các trai tráng đến nói với Bồ Tát ấy rằng, Ngài có thể phương tiện lấy của báu ấy tùy ý tiêu dùng. Bồ Tát Thiện Thuận bảo rằng, các anh chớ nói như vậy, vì sao? Vì nghiệp trộm cắp hay khiến chúng sinh nghèo cùng, hạ tiện, không chỗ nương tựa. Dẫu tôi có nghèo đến không đủ sống, tôi cũng không bao giờ trộm cắp. Cái phàm phu ngu mê, tham cầu trộm cắp. Nào có người trí là làm nghiệp ác ấy đâu? Bồ Tát nói kệ rằng, chứa của đến ngàn ức, lòng tham lam chẳng xả. Người trí nói người ấy thường nghèo khổ ở đời. Người dù không một vật, mà lòng luôn xả ly, người trí nói kẻ ấy, ở đời rất giàu sang, người trí lìa các ác, tất cả đều đoan nghiêm. Người ngu do tạo nghiệp, toàn thân đều tố xấu, người trí khuyên làm lành, người ngu luôn làm ác, tại vì người trí mắng, chẳng cần người ngu khen. Nghe Bồ Tát nói như vậy, các người ấy liền bỏ đi, Thiên Đế lại tự thân đến chỗ Bồ Tát tay cầm 100.000 lượng vàng, bảo rằng, vừa rồi ở trước vua Ba Tư Nặc trong thành Xá Vệ, tôi và người tranh luận, nên cần có một người làm chứng, nếu Ngài có thể làm chứng nhân cho tôi, thì tôi xin tặng cả số vàng này. Bồ Tát Thiện Thuận nói với Thiên Đế, Ngài nên biết rằng, vọng ngữ là nghiệp bất thiện, đã tự lừa dối mình, còn dối kẻ trời rồng dạ xoa cả thất bà A-tu-la, Khẩn Đa-la, Ma Hồ La Già. Vọng ngữ có thể làm gốc cho tất cả điều ác, cảm lấy ác báo, hư tình giới, hoại sắc thân, hơi miệng hôi thối, lời nói ra bị người coi rẻ.
Bồ Tát Thiện Thuận nói cả rằng, người phạm vọng ngữ, hơi miệng thường hôi, và ác đạo khổ, không ai cứu được. Phàm người vọng ngữ, tự dối lấy mình, cũng gạt trời rồng, bắt bộ quỷ thần, nên biết vọng ngữ là gốc những ác, phá giới thanh tịnh, chết đọa ba đường. Dù ông cho tôi vàng đầy kim phù, tôi trọn chẳng thể là người vọng ngữ. Nghe những lời trên, tiên đế bỏ đi, rồi lại sai phu nhân Xá Chi, phu nhân Nhật Quan và Ngũ Kế. Các phu nhân lại đến chỗ Bồ Tát Thiện Thuận tự phá tịnh giới của Bồ Tát ấy. Đêm khuya ấy, các phu nhân cùng 500 thanh nữ ướp hương đeo hoa đến trước Bồ Tát nói rằng, các nữ nhân tôi sắc đẹp trẻ trung tình nguyện hầu dưới gối cùng ông hoan lạc. Bồ Tát Thiện Thuận dùng mắt vô nhiễm quan sát các nữ nhân mà bảo họ rằng, những kẻ cuồng loạn, những kẻ tà dâm ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh, say đắm mụ máu hôi dơ bất tịnh, các la sát hung ác là thân hữu của các người, chứ chẳng phải quyến thuộc của chư thiên thanh tịnh. Bồ Tát Thiện Thuận nói cả rằng, người ngu hôn mê nhớ bất tịnh, nhiễm trước thân mụ máu hôi dơ, dục lạc mau hết đều vô thường, đọa mãi địa ngục súc ngạ quỷ, dù có biến hóa như các người, thân hình xinh đẹp đầy thế gian, ta trọn không sinh một niệm nhiễm, thương, tưởng như mộng như oán thù. Các phu nhân Xá Chi, dù dùng mọi cách để quyến rũ mà Bồ Tát ấy không hề đắm nhiễm, nên cùng trở về tiên cung, tôi với tiên đế rằng, chúng tôi thấy Thiện Thuận chí nguyện vững chắc sẽ thành chánh giác, chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy đối với chúng tôi không có chút niệm tham ái, chỉ có tâm chán lìa. Dù nghe nói như vậy, nhưng thiên đế vẫn lo buồn, như bị trúng tên độc, sợ người ấy sẽ đoạt ngôi vị của mình. Ta nên đến xem lại thử, ông ấy thật sự nguyện cầu sự gì. Nghĩ xong, thiên đế đến trước Bồ Tát ấy, bỏ kiêu mạn đảnh lễ dưới chân rồi nói kệ, hỏi. Nay ngài siêng tu hạnh thanh tịnh, trong các ước nguyện cầu những gì? Là cầu thích phạm các thiên vương hay cầu các ngôi vua ba cõi? Bồ Tát Thiện Thuận nói kệ đáp thiên đế. Tôi xem thích phạm các thiên vương, ngôi vua loài người báu ba cõi, tất cả vô thường không vững chắc, nào có người trí cầu như vậy. Thiên đế lại nói, do lời ngài nói thì ngài cầu sự gì? Bồ Tát Thiện Thuận nói kệ đáp thiên đế. Tôi vốn chẳng tham vui thế gian, chỉ cầu được thân bất sinh diệt, xin tu phương tiện cứu quần sinh, nguyện cùng lên đường Bồ Đề kia. Nghe kệ xong, lòng tiên đế an vui, biết chắc Bồ Tát chẳng cầu ngôi tiên đế. Vui mừng hớn hở nói kệ rằng, ngài nói tế độ các chúng sinh, tâm ấy rộng lớn không gì bằng. Nguyện phá ma quân chứng cam lộ, do đó hằng chuyển diệu pháp luôn. Nói kệ tán thán xong, tiên đế cung kính đi nhiễu vòng quanh lại dưới chân Bồ Tát rồi bỗng ẩn mất. Sáng sớm Bồ Tát Thiện Thuận vào tịnh xá vệ, du hóa qua lại được cái chuông bằng vàng kim phù, thọ kiếp sơ. Cái chuông vàng ấy giá trị hơn cọ kim phù. Bồ Tát cầm chuông vàng ấy đứng tại ngã tư đường to tiếng xuống rằng, ai là người nghèo cùng nhất nơi thành xá vệ, tôi sẽ thí cho cái chuông vàng này. Bấy giờ có vị tối thắng lão, cựu trưởng giả, vội chạy đến nói, trong thành này tôi là kẻ nghèo cùng nhất, xin thí cho cái chuông ấy. Bồ Tát nói, ông chẳng phải người nghèo cùng, vì trong thành này còn có một tỳ nam nghèo nhất, trong các người nghèo sẽ được thí cho cái chuông này. Trưởng giả hỏi, người đó là ai vậy? Bồ Tát đáp, chính là vua Ba Tư Nặc. Trưởng giả nói, vua Ba Tư Nặc giàu sang nhất, kho tàng đầy dãy, dùng không cùng tận. Sao ông lại bảo là nghèo nhất trong các kẻ nghèo? Ở giữa đài chúng Bồ Tát Thiện Thuận nói kẻ đáp. Dù có kho ngầm hơn ngàn ức, do lòng tham ái không chán đủ, dường như biển cả nuốt trăm sông, người ngu như vậy nghèo cùng nhất. Do đó lại khiến thêm lòng tham, xoay vần tràn lan nối nhau sinh, trong đời hiện tại và vị lai. Người vô tri ấy thường nghèo thiếu. Nói kệ xong, Bồ Tát Thiện Thuận cùng đại chúng đi đến chỗ vua Ba Tư Nặc.
Nhằm lúc nhà vua ấy với 500 trưởng giả đại thần đang tính lượng các kho tàng của báu, Bồ Tát liền đến trước nhà vua tâu rằng, vừa rồi tôi qua lại du hóa trong thành này, được cái chuông vàng diêm phù từ kiếp sơ, giá trị hơn cả châu diêm phù. Tôi muốn đem chuông này thí cho người nghèo nhất trong thành đây. Tôi lại nghĩ rằng, người nghèo cùng không hơn ai nhà vua, nên tôi đem cái chuông vàng này đến dân. Nhà vua đã là người nghèo cùng nhất, xin nhận lấy cái chuông vàng này. Tâu xong, Bồ Tát Thiện Thượng lại nói cả rằng, nếu người nhiều tham cầu, chứa cái không chán đủ, người cuồng loạn như vậy gọi là nghèo cùng nhất. Vua luôn tâu thuế nhiều, phạt oan kẻ vô tội, tham mến nơi quốc thành, chẳng thấy nghiệp đời sau. Ở đời được tự tại, chẳng giúp đỡ chúng sinh, thấy các người nghèo khổ, không hề biết thương xót. Say mê các nữ nhân, chẳng sợ đọa ác đạo, tà loạn chưa từng tỉnh, há chẳng phải nghèo cùng. Nếu người biết tịnh tính, quy y Phật Pháp Tăng, với thân mạng của cải, tự nghĩ là chẳng bền, biết là chẳng bền rồi, chẳng mê hoặc thân của. Nên được thân mạng tài, vĩnh viễn thường vững chắc. Nếu xuyên tu niệm xứ, ưa thích không phóng túng, người này gọi là giàu, của nhiều thường an vui. Như lúc lửa cháy mạnh, chẳng mê chán rừng cây. Nay vua cũng như vậy, tham ái không chán đổ, nước chẳng chán mây mù, biển chẳng chán nhiều nước. Nhà vua cũng như vậy, có lúc nào chán đổ, trời trăng thường luân chuyển, chẳng chán đi bốn phương. Nhà vua cũng như vậy, đến chết không thôi dứt. Như lúc lửa cháy lên, chẳng chán bỏ cỏ cây, người trí cũng như vậy, luôn luôn làm điều lành. Như nước chẳng chán mây, như biển chẳng chán nước, người trí cũng như vậy, chẳng chán tăng trưởng lành. Ngôi vua dù tự tại, rốt ráo cũng vô thường, tất cả đều bất tịnh, người trí nên xả ly. Nghe xong, nhà vua hổ thẹn bảo Bồ Tát rằng, lành thay thưa Ngài, dù Ngài khuyên điều lành mà tôi còn chưa tin. Theo những điều Ngài vừa nói, đó là Ngài tự nói hay có người chứng minh? Bồ Tát Thiện Thuận nói, nhà vua chẳng nghe ư. Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác nhất thiết trí, nay hiện ở ngoài thành Xá Vệ tại vườn Cốc Cô Độc, cùng vô lượng trời người Cả Thất Bà A-tu-la sẽ chứng minh đại vương là người nghèo cùng. Vua Ba Tư Đạt nói, tôi xin cùng Ngài đến chỗ Phật để được nghe lời răn dạy và quy y cúng dường. Bồ Tát Thiện Thuận nói với vua, đại vương nên biết cảnh giới Như Lai chẳng phải hàng phàm phu lượng biết được. Đức Phật đã phá trừ mạng phiền não, thương xót chúng sinh, thành tựu thánh trí, hay biết rõ đời nay và đời sau. Nếu người có ý nguyện căn lành thù thắng, thì dù ở rất xa, Đức Phật cũng thường được gia hộ. Nếu Đức Phật biết lòng tôi muốn được đại vương, tin nơi lòng tôi, Đức Phật sẽ đến đây tác chứng cho tôi. Bồ Tát liền để họ phái áo bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính nói kệ thỉnh Phật. Như Lai chân thật trí, thương yêu các quần sinh, nguyện biết thâm tâm tôi, đoái thương đến tác chứng. Lúc Bồ Tát tuyên kệ thỉnh xong, đại địa bỗng rúng động nứt ra, 500 thanh văn, 10.000 Bồ Tát tích phạm các trời, cùng chúng quỷ thần và vô lượng chúng sinh từ dưới đất hiện lên vây quanh Đức Như Lai. Bồ Tát Thiện Thuận đến trước Đức Phật chắp tay cung kính bạch rằng, bạch Thế Tôn, vừa rồi con đi du hóa trong thành Xá Vệ này, được cái chuông vàng ở Diêm Phù từ kiếp sơ, giá trị hơn cả châu Diêm Phù. Con muốn đem chuông này cho người nghèo cùng nhất trong thành Xá Vệ. Con lại nghĩ rằng, vua Ba Tư Nặc là người nghèo cùng nhất trong thành này. Vì sao? Vì cậy ngôi vua nên đối với các chúng sinh chưa từng thương xót, tàn hại bóc lột cướp đoạt xâm tổn của người, vì tham ái che lấp chẳng biết chán đủ. Con cho rằng nhà vua là người nghèo cùng nhất, nên đem chuông vàng dâng lên vua. Nhà vua ấy hỏi tôi, ông bảo tôi nghèo có ai chứng minh chăng? Con đáp rằng Đức Như Lai đại sư ứng cúng chánh đẳng giác, dứt bỏ phiền não một cách tuyệt đối, bình đẳng thương yêu chúng sinh, sẽ chứng minh lời của tôi. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn dạy bảo cho được lợi ích vui mừng. Vì muốn điều phục nên Đức Phật nói với vua Ba Thế Nạc, hoặc có ở nơi Pháp Thiện Thuận nghèo cùng, còn nhà vua thì giàu sang,
hoặc có ở nơi pháp vua nghèo cùng mà thiện thuận thì giàu sang. Như thân lên ngôi vua, tự tại vàng bạc, châu báu kho tàng đầy dãy. Bấy giờ vua thì giàu sang, mà thiện thuận thì nghèo cùng. Như siêng tu phạm hạnh, thích tịnh giới xuất gia đa văn lìa phóng dật, đem năm giới tám trai giới cứu tế không biết mỏi, thì vua nghèo cùng, mà thiện thuận thì giàu sang. Đại vương nên biết rằng tất cả tài vật của tất cả chúng sinh trong nước Kiều Tắc La đem so với năm giới tám trai giới của thiện thuận thọ trì kiên cố thanh tịnh không bằng một phần trăm ngàn. Vua Bà Tư Nạc nghe lời dạy chân thật của Đức Như Lai, liền bỏ kiên vàng chắp tay ân cần chiêm ngưỡng thiện thuận mà nói kệ rằng: lành thay xô dẹp ngã mạng, tôi sẽ được thân Phật rất tối thắng. Tôi đem ngôi vua xả cho ngài, nguyện hằng làm chúng bồ đề ngài. Thực tôi nghèo cùng, ngài thì giàu. Đây biết lời này chẳng phải dối. Ngôi vua luôn làm nhân gây khổ, trái với pháp lành sinh ác đạo. Nói kệ xong, vua Bà Tư Nạc bạch Phật: bạch Thế Tôn, nay con phát tâm vô thượng đại bồ đề, nguyện cho chúng sinh an lạc giải thoát sinh tử trói buộc. Nay tôi nguyện đem kho tàng vàng bạc tài vật chia làm ba phần. Một phần cúng dường Như Lai và chúng tỳ kheo, một phần thế cho người nghèo cùng khổ não không nơi nương tựa trong thành xá vệ, một phần tài vật lưu dụng việc nước. Tất cả vườn ao hoa quả của tôi đều nguyện dâng lên Đức Như Lai và chúng tỳ kheo, mong Như Lai đoái thương nạp thọ. Bây giờ 500 trưởng giả nước Kiều Tắc La thấy sự việc như vậy để phát tâm vô thượng bồ đề. Bồ Tát Thiện Thuận bạch Phật: ngưỡng mong Thế Tôn vì hàng đại chúng tuyên thuyết tinh hoa của pháp. Khi các chúng sinh, những người được gặp Phật không uổng phí, Đức Phật dạy: các thị nam có ba tư lương vô lượng công đức, dù chưa Như Lai có tuyên nói cũng chẳng hết được, huống là hàng thanh văn chuyên giác. Những gì là ba tư lương? Một, hộ trì chánh pháp; hai, phát tâm bồ đề; ba, khuyên các chúng sinh khởi nguyện vô thượng. Lại còn có 32 pháp nơi các chúng, nếu các thiện nam thiện nữ có thể xuyên tu tập thì chẳng thì là chẳng luống uổng thấy Đức Như Lai. Những gì là 32 pháp? Một, ở nơi chư Phật sinh lòng tin bất hoại; hai, hộ trì chánh pháp cho dài lâu; ba, đối với tăng tôn trọng chẳng khinh mạng; bốn, đối với bậc ấn cúng thì cung kính thân cận; năm, nơi thương nơi ghét tâm thường bình đẳng; sáu, đối với chánh pháp là cung kính tích nghe; bài ăn trụ nơi vắng vẻ xa lìa nơi ồn ào; tám, ở nơi Phật thừa diễn nói không mỏi; chín, lúc thuyết pháp chẳng vì danh lợi; mười, chỉ cầu chân thật đúng lý siêng tu; 11, xả thí; 12, trì giới; 13, nhẫn nhục; 14, tinh tấn; 15, chánh định; 16, chánh tuệ; 17, đối với chúng sinh tùy hỷ hộ niệm; 18, thành thục chúng sinh chẳng quên mất chánh pháp; 19, ở nơi tự thân khéo tự điều phục; 20, dùng pháp yếu làm điều phục cho mọi người; 21, chẳng nhiễm phiền não; 22, thường tích xuất gia; 23, ở A Lan Nhã; 24, biết độ đối với bốn thánh chúng; 25, siêng tu đầu đà; 26, bỏ pháp bất thiện; 27, hoằng thệ vững chắc; 28, vắng vẻ không lười biếng; 29, trồng các gốc lành; 30, thường chẳng phóng dật; 31, sơ đời kiến chấp nhị thừa; 32, tán thán đại thừa. Nghe pháp này, 500 tỳ kheo xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh và 12.000 chúng sinh đồng phát tâm vô thượng bồ đề, đem pháp giáo hóa khiến các chúng sinh được thiện lợi xong. Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo và chúng Bồ Tát đột nhiên ẩn mất. Vua Bà Tư Nạc thấy sự ấy rồi, vui mừng hớn hở, liền đem hai cái y giá trị 100.000 lượng vàng dâng cúng cho Bồ Tát Thiện Thuận mà thưa rằng: lành thay thương ngài, xin thương tôi mà nạp thọ. Bồ Tát Thiện Thuận nói với vua: Tâu Đại Vương, tôi chẳng nên nhận hai cái y này. Vì sao? Vì tôi đã có bá nạp thương máng lên nhánh cây như là đựng trong rương tủ, tất cả mọi người không có ý tưởng trộm lấy. Tôi đã tự không lòng tham tiếc, có làm cho người chẳng sinh lòng ái trước. Có ai bố thí thì gọi là thanh tịnh bố thí. Vua Bà Tư Nạc lại nói: nếu ngài chẳng nhận thì tôi thì xin vì tôi mà đạp lên hai y này,
khi tôi mãi mãi được an lạc lợi ích. Bồ Tát liền vì vua nên hai chân đạp lên hai cái y ấy. Vua Ba Tư Nặc lại bảo Bồ Tát: nay hai cái y ấy đã được chính thân Ngài vì tôi mà nhận rồi, tôi nên dùng nó làm việc gì? Bồ Tát Thiện Thuận nói với vua rằng: đại vương đem hai cái y này thí cho kẻ nghèo cùng không chỗ nương tựa trong thành. Vua Ba Tư Nặc y là Bồ Tát họp hội chúng người nghèo lại, rồi đem hai cái y ấy thí cho họ. Các người nghèo chạm đến hai cái y ấy, người cuồng được tỉnh, người điếc được nghe, người mù được thấy, người thiếu căn được đủ căn. Đó là do sức oai thần của Bồ Tát. Mọi người đồng lên tiếng rằng: chúng tôi lấy gì báo ân Bồ Tát? Trên hư không có tiếng bảo: các người nên biết đối với Bồ Tát Thiện Thuận chẳng thể dùng hoa hương, thức ăn uống báo ân được. Chỉ phải mau phát tâm Bồ Đề thôi. 500 người nghèo nghe tiếng nói trên không, họ đều nói cả rằng: nay đây chúng tôi phát tâm Bồ Đề sẽ thành chánh giác, tuyên thuyết thắng pháp ở nơi chúng sinh ban cho an lạc. Tôi thích Bồ Đề vì được Phật Pháp. Vua Ba Tư Nặc nói với Bồ Tát rằng: lành thay thưa Ngài, nếu lúc nào Ngài muốn đến gặp Đức Phật xin báo cho tôi biết, tôi sẽ xin đi theo. Bồ Tát Thiện Thuận nói: đại vương nên biết, chư Phật khó gặp, chánh pháp khó nghe. Lẽ nào có riêng mình mà nhà vua đi đến chỗ Đức Phật được sao? Đại vương nên cùng chúng sinh làm bạn lành. Đại vương nên truyền lệnh cho tất cả người ở thành Xá Vệ để đi theo. Người nào trái lệnh thì dùng pháp luật trị phạt. Vì sao? Và các Bồ Tát còn có khuyến thuật vây quanh huống là đại vương. Vua Ba Tư Nặc hỏi: ai là khuyến thuật của Bồ Tát? Bồ Tát Thiện Thuận đáp: khuyên phát tâm Bồ Đề là khuyến thuật của Bồ Tát về làm cho giác ngộ. Khuyên thấy Đức Như Lai là khuyến thuật của Bồ Tát vì chẳng hư vọng. Khuyên nghe chánh pháp là khuyến thuật của Bồ Tát vì được đa văn. Khuyên thấy thánh chúng là khuyến thuật của Bồ Tát vì được bạn lành. Bốn nhiếp pháp là quyến thuộc của Bồ Tát vì thao nhiếp tất cả chúng sinh. Sáu pháp Ba La Mật Đa là quyến thuộc của Bồ Tát vì tăng trưởng Bồ Đề. 37 phẩm trò đạo là quyến thuộc của Bồ Tát vì hướng đến đạo tràng. Bồ Tát có ngần ấy quyến thuộc trang nghiêm, thị vệ, hay dẹp quân ma, đến sự tự hống lên tòa tối thượng. Vua Ba Tư Nặc cùng đại chúng vui mừng hớn hở, chính ngàn chúng sinh lìa cấu phiền não được mắt thanh tịnh. Đức Phật nói kinh này rồi, Bồ Tát Thiện Thuận, Vua Ba Tư Nặc cùng hàng trời người Cà Thất Bà A-tu-la nghe lời Phật nói, hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Bảo Tích. Pháp hội Bồ Tát Thiện Thuận.